Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Sáng nay, tại đền thờ vua Lý Nam Đế, khu 10, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 1472 năm ngày mất của đức vua Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc ta. Vua Lý Nam Đế sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, tức ngày 17 tháng 10 năm 503. Ông có tên thật là Lý Bí, căm thù giặc Lương tàn bạo. Ông đã triệu tập nhân dân cùng các hào kiệt nổi dậy chống lại quân xâm lược. Sau khi giấy binh khởi nghiệp đánh tan quân xâm lược, đến tháng Giêng năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Lý Nam Việt Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Đến năm 548, ông ốm nặng rồi mất tại động Khuất Lão, nay là khu 10, xã Vạn Xuân. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ công ơn của đức vua Lý Nam Đế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông nguyện xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các bậc tiền nhân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.